là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ Dương. Trời ơi, trời luôn. Rồi quý vị, chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Yeah. Em chào anh chị. Em chào anh chị. Rồi xin mời hai em. Wow, rất vui được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Phải nói là rất là bất ngờ khi mà có một cô dâu người nước ngoài đến với chương trình Vợ Chồng Son như thế này. Em biết nói tiếng Việt không? Dạ vâng, em biết nói tiếng Việt. Rồi giờ mà hai em giới thiệu về mình. Bạn để đoán nè. Đoán hả? Giờ đoán nha, em phải người Ukraine không? Dạ đúng rồi. Sao chị hay vậy? Nó chưa không phải đoán đâu. Tại vì á, thấy cô bé này ở ngoài xinh quá. Hồi nãy có lén lén hỏi bên ban biên tập á, là cô bé này ở đâu mà xinh quá vậy. Biên tập mới nói là người Ukraine. Vậy đó. Trong nhà nội. Em cảm ơn chị. Nhưng mà là chắc là em sang Việt Nam đã lâu rồi đúng không? Dạ vâng, em sang Việt Nam 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Em tên là Sophia Phan, em đến từ Ukraine. Bây giờ em sống ở Hà Nội. Có em bé con lai xinh xinh. Bao nhiêu tuổi? Em bé mình 18 tháng tuổi. 18 tháng. Dạ. Còn Sophia Ma bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em là Sơn. Phan Vũ Sơn tên đầy đủ. Em sinh ra ở Ukraine. Em sống ở Ukraine một thời gian. Sau khi tốt nghiệp đại học xong thì hai vợ chồng có làm đám cưới ở bên U xong rồi mới quyết định về Việt Nam. Mà Sơn, ngành chính của Sơn là gì? Ngành chính của em là marketing. Để đoán nha. Dạ. Chắc là học chung với nhau. Rồi hai bạn coi như là quen nhau từ lúc đó luôn, gọi là thanh mai trúc mã. Đúng không? Thật ra thì hơi khác một chút. Vợ chồng em thì quen nhau do là hai vợ chồng là học cùng một trường đại học tổng hợp. Thì em học khoa ngoại giao, còn vợ em Sophia thì học khoa tiếng Việt. Khoa tiếng Việt. Thì do trường có tổ chức nhiều sự kiện cho nên là hai vợ chồng có dịp gặp nhau thường xuyên. Từ đấy là bắt đầu tìm hiểu với nhau. Chắc lẽ là cũng thích cô gái này bởi vì là cô ấy yêu văn hóa và yêu ngôn ngữ Việt Nam. Cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ Dương. Hỗ trợ rồi trợ luôn. Nhưng mà tại sao Sophia lại thích tiếng Việt? Dạ, lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu. Bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu. Sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới. Cho nên là mình chọn tiếng Việt. Vậy thì Sophia biết được bao nhiêu thứ tiếng? Dạ, em biết tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Đức. Sơ sơ là 5 tiếng rồi đó. Dạ vâng. Lần đầu tiên mà em gặp Sophia, em có ấn tượng gì về cô gái nào? Ngoài cái việc là cô ấy thích học tiếng Việt. Cái ấn tượng đầu tiên em nhớ là em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thì em đã thích, em đã thấy một cái sắc đẹp nó rất là tuyệt vời. Thì em đã bị quyến rũ bởi cái sắc đẹp đấy. Từ lúc đấy là em tìm mọi cách để tiếp cận đối tượng và làm quen. Sophia có nhớ là lần đầu tiên Sophia gặp anh này trong một cái hoàn cảnh nào không? Dạ vâng, em gặp anh Sơn lần đầu tiên ở bên trường của em. Lúc đầu thì em không chú ý nhiều. Nhưng mà sau đó anh Sơn bắt đầu giúp đỡ nhiều, muốn giúp học tiếng Việt. Thì mình thấy anh ấy rất là nhiệt tình. Nhưng mà em có thấy Sơn đẹp trai không? Dạ có. Sau đó thì cái câu chuyện của các em nó phát triển như thế nào? Và Sơn chủ động tấn công cô gái này ra sao? Trong bao lâu thì coi như là chiếm được cái tình cảm của cô? Chắc là khoảng nửa năm ạ. Nửa năm bọn em tìm hiểu về nhau. Xong rồi sau đó là chính thức là yêu nhau. Lúc đó là có đưa về gặp bố mẹ chưa? Hay là yêu một thời gian lâu rồi mới đưa về gặp bố mẹ?
sau khi chính thức yêu nhau thì em có nói chuyện với bố mẹ. Và bố mẹ em á? Dạ vâng, cũng bố mẹ em. Cũng kể qua thôi. Đến một lúc sau nữa thì em mới quyết định là cho Sekia về để giới thiệu với bố mẹ, với gia đình. Là tại bên U luôn? Ở bên U ạ. Xong rồi em nhớ là lần đầu tiên em tới nhà Sekia là sau khi em đi du học ở Anh về. Qua luôn từ sân bay em chạy qua về thẳng nhà Sekia để làm quen với bố mẹ Sekia. Rồi ông bà sao? Ông bà welcome con rể Việt Nam không? Thì lúc đấy thật ra là cũng chưa biết là con rể hay chưa. Là biết bạn trai đâu. Dạ vâng, chỉ biết là bạn trai thôi. Bây giờ phải hỏi Sophia, đúng rồi đó. Sau khi mà Sơn về thì bố mẹ em có nói gì về Sơn không? Em nhỏ hồi đấy bố mẹ rất thích, cũng nói là con trai hiền, rất lịch sự. Nói chung là anh Sơn là người Việt nhưng mà bố mẹ của em không có vấn đề ngôn ngữ bởi vì anh Sơn biết tiếng Ukraine. Đúng rồi. Nghĩa là sau đó là coi như là hai bên gia đình đều coi như là đồng ý cho cái việc là hai đứa coi như là tiến sâu hơn nữa. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. Như vậy là chuyện tình cảm của các em không có gì gọi là chắc trở khó khăn gì thuận lợi không? Có chia tay chia chân trong cái thời gian yêu nhau không? Có ghen hờn gì không? Đó. Bọn em yêu nhau là 4 năm trước khi cưới. Phần lớn là phải yêu xa tại vì em mới tốt nghiệp đại học xong và em còn phải đi học thạc sĩ ở Đức nữa. Với Sophia cũng tốt nghiệp và đi học thạc sĩ ở Việt Nam. Cho nên là 4 năm là hai vợ chồng em là yêu xa. Em thì sang Đức, anh Son thì sang Việt Nam để chơi vài tháng, sau đó lại xa nhau. Sau 2 năm ở Đức xong tốt nghiệp xong thạc sĩ ở Đức thì em mới quay lại về U để tổ chức đám cưới. Được cái lý do nào mà hai bạn quyết định về Việt Nam sinh sống? Hai vợ chồng muốn thử làm kinh doanh ở Việt Nam. Và trước khi hai em vào Hà Nội thì hai em ở bên Nha Trang là mở quán cà phê. Nhưng mà do Covid thì đóng cửa rồi. Nhưng mà anh nói thật Sơn nghe, trong khoảng thời gian mà em xa Sophia, cô này rất là xinh. Dạ. Đúng không? Thì anh hỏi em hiểu anh hỏi gì. Em ở nước ngoài em có sợ mất Sophia không? Em rất sợ. Em nói thật, tại vì em rất sợ. Tại vì Sophia rất xinh. Lúc đấy là Sophia lại ở Việt Nam. Đại học đại học ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn. Cho nên là em phải tìm mọi cách để giữ được Sophia. Có nghe Sơn ghen hả cưng? Có. Đang hỏi giai đoạn cho yêu nên là nghe. Trước khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. Xin bố mẹ của em có được không? Coi như là xác nhận chính chủ. Dạ vâng. Ngồi đây. Đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Dạ. Bây giờ là lấy nhau được mấy năm rồi? 4 năm rồi ạ. 4 năm. 4 năm 2018. Wow. Vậy là tụi em cũng trường kỳ rồi ha. 4 năm yêu nhau, 4 năm lấy nhau là 8 năm rồi. Gần một thập kỷ bên nhau rồi. Rồi vậy giờ anh Sơn anh có cái tật xấu gì không? Sophia chẳng biết cái phần này đúng không? Yeah. Thì ra hồi xưa em thấy anh Son thiếu các lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Có vợ đẹp vậy mà thiếu lãng mạn. Cho nên mà em nói cho anh ấy là phải thay đổi, phải kiểu mở cửa xe ô tô khi em vào các thứ. Kiểu ở châu Âu nó đã nổm nó phải như thế. Gentleman. Và em thấy anh Son thay đổi rất là nhanh. Em thích cái đấy bởi vì anh Son là người nói thì ít nhưng mà làm thì nhiều. Để tiếp đặt xấu anh đi. Tiếp đi. Thiếu lãng mạn này. Thiếu lãng mạn còn gì nữa? Chắc làm ít massage chan, một chút massage chan. Có nghĩa là ít khi làm massage chan. Không có chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. Tới bây giờ còn ghen nhiều không? Chắc không. Không có gì nữa. Không ghen luôn? Dạ. Có nóng tính không? Nóng tính cho người khác. Nhưng mà sơ vội em thì không nóng tính. Nóng tính với người bên ngoài. Dạ. Nhưng mà với vợ là không có nóng tính. Dạ. Giờ chị mong muốn thay đổi là chịu khó massage cho Sophia. Massage chan là ok. Yes. Bây giờ một tuần mấy ngày nói luôn đi. Một tuần mấy đêm nè? 3 lần một tuần. Đó. 3 lần một tuần. 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7. Cho nhà nuôi chọn.
được không Sơn? Nếu mà mong muốn của vợ thì chắc em phải sắp xếp. Nhờ em phụ Sơn đã gửi đi đi. Trời ơi, biết là biết gài liền luôn hả? À, bắt tay là đồng ý hả? Phải cảm ơn anh với chị Hồng Vân nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Giờ tới Sơn nè. Đó Sơn. Sofia có tật xấu gì cần thay đổi không? Người đẹp của em đó. Tật xấu thì em để ý thấy là ví dụ nhiều lúc là Sofia hay lập luận sai ấy, thì em cũng giải thích nhưng mà vẫn giữ cái lập trường của mình. Là bướng hả? Bướng bỉnh, thỉnh thoảng là sẽ bướng bỉnh. Còn cái thứ hai thì em không biết là cái đấy là thật xấu hay không, nhưng mà sáng nào cũng phải có một cốc cà phê với một cái bánh sinh châu. Trời ơi, cái đó lúc nào cũng thế. Cái đó là bình thường mà. Đúng không? Kể cả trời, khi bánh sinh châu ngon mà. Dạ, nhưng mà có nghĩa là một tuần ăn mấy lần. Nhưng mà anh Sơn phải dậy trước và mua cho em. Có nghĩa là sáng nào cũng thích. Sáng nào cũng phải có một cái cốc cà phê nóng và cái đó là thói quen của người châu Âu hay sao? Dạ. Bố mẹ của chị ấy. Dạ. Bây giờ khi các cụ 80 mấy tuổi rồi, các cụ vẫn còn giữ thói quen đó. Dạ. Tại bố mẹ cũng đi học từ nhỏ. Dạ. Học ở bên đó từ nhỏ. Sáng nào cũng vậy, cứ bánh mì với cà phê sữa nóng. Cái đó là tật dễ thương. Tật tốt. Nhưng mà không phải là thích, phải là Sơn đi mua. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Phải là em đi mua, còn không là bao giờ tự đi mua cả. Rồi bây giờ hỏi nè, cô ấy có ghen không? Có chứ ạ. Cực kỳ ghen. Cực kỳ ghen luôn. Cực kỳ ghen. Bây giờ ghen với ai nè? Bây giờ ghen với ai? Thì tại vì công việc của em là về online là chính, cho nên là Sophia có thể là ghen đùa ấy ạ. Ví dụ mà ghen hình ảnh trên Facebook thôi. Có thể dạ vâng, ghen hình ảnh chứ trên là Facebook. Chứ mình có người thật để mà ghen. Hoặc là tại vì em Facebook của em là dùng để làm việc, thì có thể là người phụ nữ nào nhắn thì có thể là Sophia sẽ bắt đầu trêu. Hoặc là có thể bắt đầu nói ghen. Có lúc nào mà ghen mà cãi lộn nhau? Cãi lộn nhau thì về vấn đề ghen thì không ạ. Về vấn đề cuộc sống gia đình, thứ mà hai vợ chồng có thể là không đồng tình. Cái cách dạy con á. Dạ. Ai là người cầm chịch? Trong có xung đột về cách dạy con không? Thật ra em là giáo viên, em cũng nghiên cứu nhiều về các Montessori để dạy con rất tự do. Có nghĩa là Sofia là người chính. Dạ đúng rồi. Vậy là em có khi nào em xung đột về cái cách dạy với Sofia? Xung đột nói hẳn là xung đột thì không ạ. Ví dụ em có thể góp ý, tại vì do là sống ở Việt Nam thì em cũng phải dạy bé nhà em là cũng phải biết phong tục tập quán của Việt Nam, cho nên là nhiều lúc là nếu mà dạy theo sống theo kiểu châu Âu thì cũng không đúng lắm, phải góp ý để cho em bé cho em bé biết về phong tục tập quán Việt Nam, biết về cách sống ở Việt Nam như thế nào. Yeah, quá hay. Rồi bây giờ Sơn mong muốn Sofia thay đổi điều gì? Thật ra nếu mà đã yêu nhau rồi, mà đã về cùng một mái ấm và có cả con rồi, thì em nghĩ là những cái thói hư tật xấu ấy cũng sẽ thành là những cái tính tốt thôi. Tại vì mình yêu vợ mình, cho nên là em thật ra em cũng không biết là có cái vấn đề gì để thay đổi. Nó cứ để nguyên như luôn. Cứ để nguyên như vậy. Yeah. Và chồng con sẽ mãi mãi yêu. Sofia có lãng mạn không? Sofia rất là lãng mạn ạ. Vậy thì em cũng, nếu mà như vậy á, thì hoặc là em phải ước, em phải mong là Sofia ơi em bớt lãng mạn lại. Hoặc là em phải nói là Sofia ơi anh hứa với em, anh sẽ thật là lãng mạn để phù hợp với em. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay nhân dịp đến với chương trình này. Dạ. Thì thật sự là rất là chúc mừng Sơn với Sofia. Các bạn đã có một cái mối tình rất đẹp. Và để có được ngày hôm nay, rõ ràng là để có được hạnh phúc như hôm nay, để có được nụ cười hạnh phúc, thì rõ ràng là các bạn đã trải qua rất là nhiều cái câu chuyện yêu thương với nhau. Và hạnh phúc là một lựa chọn. Các bạn đã lựa chọn đúng người, đúng đối tượng để mà chúng ta có thể là trao hết tất cả những tình yêu cho nhau. Chúc mừng các bạn. Nghe em cảm ơn anh chị. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em. Dạ, bữa nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, anh cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận.
Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Nhưng mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tình. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, hay là sắp vợ em cứ nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo lại được không Sơn? Em về đội của em. Về đội của em nha. Vâng ạ. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em mạnh dạng em khoe ra. Nhìn cũng được mà. Thôi. Đó. Bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau, và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Tụi em quen nhau là qua ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt. Mà em nhìn vô em thấy, ủa sao toàn trai đẹp không vậy? Xong rồi nó mới kêu là, tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi. Tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là, vậy thì cài cho tao đi. Chị. Dạ, chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt, thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em bảo là, ủa sao ai nhìn quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là, ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử, thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Đang chờ. Lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là, ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau, và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy, Đúng gu rồi đó. Đúng gu rồi. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói Tỏa sáng. Nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp, nhưng mà thấy nghi. Em bảo ủa nghi là nghi cái gì? Kêu là sao chồng? Thấy chân dài quá, mình kêu không biết là con trai hay con gái. Thấy em cao rồi, dáng cao rồi vậy, đẹp cao quá rồi, sợ. Kêu có khi nào là người chuyển giới không? Cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Em là người miền Nam. Em là thích Đài Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á, thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi. Em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á, thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt, nghi. Xong rồi nghi em mới hỏi, em mới kêu là
ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy? Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích cha Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha, anh nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi nói thử đi Sơn, chuyện nói tiếng nam đi Sơn. Dạ em sợ. Ủa em sợ hả? Quỷ sứ. Cái lần đầu tiên gặp là anh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á. Dạ nói tiếng Nam dạ. Là xong rồi hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn. Xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì ngay gần sân bay chỗ em thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh. Đó xong anh mới dẫn qua đó. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à. Ông nói tiếng Bắc luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi á anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó, nên là bây giờ bắt Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cuối cùng á là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Yêu liền không hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ, không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi. Dạ. Có những cặp đó. Trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á là tụi em. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà nếu ngoài Bắc, nhưng mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng mắt. Rồi dạ đúng rồi. Anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường á em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam không kiểu gia phong lễ giáo đúng không? Dạ đúng rồi, đúng cho rồi. Nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải kín kẻ đúng không? Nói chung là kiểu cũng sợ, với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà sống chung với mẹ sống chồng, mẹ chồng. Vậy, nên là em kiểu em bị em bị sợ em bị ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang, thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang, xong rồi kiểu cũng hở kiểu dạng dạy hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải sức là kín đáo rồi đó, kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu cái thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kín nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn hả? Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á. Dân chơi dạ, đó. Đúng rồi, tại từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á, đó thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không? Tức là ba mẹ có đòi hỏi không? Nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính. Nên là nhìn ở ngoài
trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, không có gì hết. Nhưng mà sau mẹ... lần đó, sau lần đó thì ba mẹ của Sơn có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì với Linh? Đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao hơi là... cũng hơi hốt hoảng xíu rồi, đó. Nhưng mà bà có thiện cảm không? Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. À. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn, anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè: Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. À, khoe ra thịt, khoe ra thịt. Ôi, kính rồi đó mà vẫn còn bị lòi thịt đó. Là kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn. Xong rồi đó, xong rồi anh Sơn thì cũng nói đây là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi. Nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu là em biết anh là diễn viên. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Chứ anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ. Thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có cái em Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Trong cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ, vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường như cặp đôi khác thôi. Tức là mình không có show up ra, mình mà không có. Mà khi mà em có vợ rồi thì các đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì lại ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở Hà Nội nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vậy tụi em cưới nhau là được 2 năm. Dạ, đúng rồi ạ. Đúng không? 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là 1 năm. Yêu nhau là 1 năm. Mà thế này này, đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết, nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó, thì mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là chưa đám cưới. Vâng, thì đó là một cái thời điểm anh nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chưa bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng cưới rồi phức tạp. Tức là hai đứa kịp làm đám cưới trước Covid đúng không? Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền, thấy không? Các câu có tật xấu đúng không? Sơn Linh quên, xin lỗi, Sơn rất là hiền. Phi là ai vậy? Quên sổ, anh lộn. Ông yêu thầm cái ông nào tên Phi đó. Không phải Sơn á, Sơn rất là hiền. Thấy không? Phi nào? Giới tính nó không được chắc chắn á em. Nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó, phải không? Hàng hiếm. Dạ, đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu
nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ. Em thì nên là ảnh, nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á, thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết lạc đề đó. Câu hỏi đây là tính tốt em, đây này ta đang nói đó. Môn nào cũng hay cũng giỏi đó. Có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Ta đang nói tật xấu thì đi cứ khen tật tốt, không có kể tật tốt, tật mà tốt cái đó là tật tốt nha. Rồi bây giờ tật xấu á, tật nào mà em khó chịu á, em chưa em vừa khó ý đó. Em chưa vừa ý ảnh á, chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý, em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Có gia trưởng không? Con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ, có gia trưởng nếu không? Mà, nếu mà gia trưởng thì chắc là em với ảnh là không có đến được với nhau. Đúng không? Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức? Đó. Ừ, anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Ví dụ ừ đó, đúng không? Phải có chữ tại sao. Nó phải có tại sao. Lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì tật xấu của em. Ừ, rồi chúng ta khui. Đó. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái tật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về cái điểm. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tả. Rồi mê thể mê đá banh hơn mê vợ không, nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Rất là đam mê luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh, còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng thôi, ráng thôi, mình ráng thôi. Ông mê tập lắm đúng không? Dạ, đúng bây rồi. Giờ nói thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á, hai là mệt liền á. Dạ. Nha rồi sao dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi 5-10 cây đi làm về tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ áp đặt mệt. Đam mê của mình lên rồi, người khác rồi, chạy 5-10 cây luôn, hai cái tật xấu nha. Càm ràm là một này, áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ, đó. Xong rồi nếu còn mà, cái này nữa nghe, nếu mà không theo á là kiểu khó chịu, giận kêu, dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được, nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu người người khác ngay mặt. Trời dễ sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Đó lòi ra đó. Đó. Rồi bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao không giận đi? Sao không giận không bỏ đi? Nhiều khi trời, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm chứ, nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mất tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà ông tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình mua gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn hết. Cái em lên mạng em nhìn em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là được quà tặng đó, đăng lên mình cũng có gì cũng tức chứ. Xong nói chứ chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy. Ví dụ vợ nói vợ không thích, xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là ông thiệt nào, lòng thiệt vậy. Lòng đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi, nên là em kêu á nhiều khi kiểu giống như cũng hơi hơn kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ. Mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? Mỗi lần mà giận thì giống như tức là hai đứa giận thôi, em giận anh có làm quề không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi,
không ấy, kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi, thì coi như người ta thật thà quá mà có sao nói vậy. Người ơi, mà đi đi là đi luôn, đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá, em kêu chứ lúc mà lúc khác á, em mới kêu chứ người ta phụ nữ sao sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết. Kêu ví dụ người ta kêu là đi đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết. Con gái nó có là không đó, Ngọc Lễ đã nói rồi. Con gái Ngọc Lễ đã nói rồi, con gái nó có là không đó. Xong kêu chứ chứ bảo đi 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 đi, đi cái đi mất tiêu luôn. Ừ. Sao mà Sơn ngốc thế, không nhìn vào mắt vợ. Nhìn vào mắt vợ. Sao em cứ làm ngược lại. Ủa nhưng mà nó nghe nè, rồi bây giờ ổng không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn, em không có để bụng. Tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Trời ơi. Dạ. Có nhiều khi mà giận nhiều quá muốn bỏ ghê, nhưng mà thấy đẹp trai quá thôi không? Dạ, dạ có. Có không? Sao? Có nhiều khi họ kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả, ông thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên đứa một phương đó. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mà tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ, ủa sao chồng sao? Mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi, quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Quê luôn. Dạ, có nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiêm ngưỡng dung nhan ra. Cái tự bà hết giận. Đó. Dạ, nên là em mới kêu là nhiều khi á hả, kêu là cưới chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi. Kêu là gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cưới mà kiểu xấu xấu là bực là giận là hoài luôn. Cái cặp trước nghe. Okay. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi. Bây giờ vợ ông sao? Đó kìa, đó, bây giờ tấn công kìa. Đó, xa tay nè, gặp xây ra cám này. Đó, nha. Cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Vợ ơi, là rất là bừa bộn. Vợ ơi, là rất là bừa bộn. Cho nên là cầm rào. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn. Đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu. Đó thì nhiều khi thì hai vợ chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm làm thôi đúng không? Làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó bừa bộn. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không có chịu. Đúng rồi. Không chịu giữ sức khỏe. Lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng. Hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có. Đặt. Rồi. Áp là gu của mình và gu của người khác. Không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mà áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Yeah. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Và rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Điều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn
muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đi, bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó. Đến cuối đời vợ lại không không còn còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thời gian được. Hay chưa? Bây giờ tới em. Nói chung là chồng em thì có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng. Tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi. Tức là muốn anh sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó đúng không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè. Kế cận cũng đang cần đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho đúng bên ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Nhưng mà các em bây giờ là đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy về nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ, đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chúng ta. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah.